Nè, nè ông. Chuyện gì vậy bà? Sao ở trong người ta ăn cơm mà ông không vô ăn cơm? Tôi không có muốn ăn, tôi mới vô đây cho nên không có quen. Sao vậy ông? Vậy người nhà của ông đâu hết rồi? Vợ con ông đang ở đâu? Vợ con tôi đang ở đâu? Tôi... mà bà là... hả? Bà có phải là... ông? Bà là... ông đây là... tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm chưa quen nhau. Gặp lại nhau mắt vương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc sáng phai màu. Khăn thơ nàng đổi ai mà em đổi ý ở trên đầu. Nỡ thương bên nó thì thương, nửa sau bên phía ơi hỏi chăng. Này nàng ơi thấu chẳng nỗi lòng, hỡi người người về đâu, đường đi ai thấu nỗi nồng sâu. Hỡi người xưa có nhớ gì không, chờ nhau bạc ngoạn nhìn nhau lúc em qua cầu. Chờ nhau bạn áo trông xa xa, ngoạn nhìn nhau lúc tôi nằm mơ. Tôi nằm mơ phải không? Mơ gì hả ông? Mấy chục năm rồi, không ngờ tôi... Ngày đó tôi... Thôi, ngày đó tôi đã quên hết rồi ông à. Tôi biết bà không quên, vì năm nào tôi cũng về chốn cũ. Cây đa đầu làng mỗi năm có thêm một dấu khắc mới. Tôi biết Út có trở về. Sao Út không chịu gặp mặt tôi? Tại sao vậy? Để làm gì hả ông Vũ? Dù sao thì năm tháng xưa qua rồi, bao khổ đau trong đời nơi cũng đành phôi phai. Tóc bạc màu pha sương, nhau, nói không thành câu. Tôi không ngờ gặp lại ông trong hoàn cảnh này, nhưng có lẽ lần này cũng là lần sau cuối. Kìa bà, ông ráng mà giữ gìn sức khỏe nghe ông. Thôi ông ngồi đây đi, tôi đi nha. Bà Nhung. Bà đừng đi, tôi chờ đợi bà đã lâu lắm rồi. Xin bà đừng đi mà. Còn riêng tôi từ bao năm xa cách lạnh lùng, không thể dối lòng, nhưng cũng xin bà một lời tha.